Ừ đấy. Nè. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đi một cái nông trại này thì họ trồng rất là nhiều các loại rau củ này, rau củ quả, trái cây. Thì đến mùa này bây giờ đang là mùa dâu ở Mỹ này. Đó, ngay đầu mùa dâu ở Mỹ luôn, cho nên là mọi người thấy không, họ đi rất là đông này. Hôm nay vào chủ nhật họ hái dâu rất là nhiều này. Họ đi hái dâu rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ vô mua vé này, xếp hàng này. Cái nông trại này thì nó không có giống như những cái nông trại trước mà mình đã quay cho mọi người coi. Thì ở đây là mình phải xếp hàng xong mình mua vé, xong rồi người ta sẽ có xe chở mình tới cái chỗ để hái dâu. Còn cái trang trại kia mình, cái nông trại kia mình đi quay ấy, là mình chỉ cần đi bộ tới đó là được rồi. Đi bộ tới ta thẳng cái khu hái dâu là được, không cần phải xếp hàng, không cần phải đợi xe trung chuyển. Ok, bây giờ mình sẽ vô nha. Đó, họ có rất là nhiều hoạt động cho con nít ở đây nữa này. Ok, bây giờ tụi mình mới mua cái giỏ này xong. Thì trong một cái giỏ này là 20 mấy đô ấy nhỉ, 22 đô. Thì phải để tí mình coi lại cái receipt nha. Tại vì nãy đông quá mình chưa có kịp ấy nữa, họ cứ tính tiền xong mình đi luôn vậy đó. Nhưng mà mình biết là một người vào ấy, từ trẻ từ 3 tuổi trở lên là 5 đô một người nha. 5 đô một trẻ. Thì bây giờ mình sẽ phải lên cái xe này, họ sẽ chở mình tới cái chỗ hái dâu này. Đó, mình sẽ ngồi lên đây ha, để xem còn chỗ không. Do we have any spacer or we have to wait for the next one? Bench in the middle is good. Okay, perfect. Thank you so much, sir. Have a good day. Hi, Kobe. Look at mommy. Go look at mommy. Hi. Be careful, Kobe. Lean on mommy, okay? They are very nice, right? It's spring time, right? It's spring time, yeah. Rainbow time. Those will be ready. Those will be ready in August, September. Yeah, it's rainbow time. Like the first crop of peaches should come like mid June. You have to come back. Well, like, but the first crop always better. Let's go see Chloe. Oh, there's different type of berries here. I didn't know that. They're gonna the berries gonna stay fresh longer whenever you put them in the refrigerator or store them at home. The other thing is, listen, we don't weigh you. Whenever you go in the field, sample some berries. They're awesome. They're really good. Don't put them in your pockets or your pocketbooks. We can't afford to buy everybody new jeans and new new so juicy. Y'all enjoy yourselves. Take a lot of good family pictures. Let us know if we can help you. If you need any other boxes, we have them here in the van. Y'all have fun. Thank you so much. Let's go. Đây là vườn dâu đây mọi người ơi. Nãy thì cái chú kia chú phổ biến là ở đây nó có mấy loại dâu đấy, chứ không phải là một loại đâu. Cho nên là mọi người thấy dâu quá trời to, quá trời đỏ luôn này. Đó, nhưng mà mình sẽ đi xuống dưới này nha. Tại vì là hôm nay mình có hẹn với lại bạn của mình đi nữa. Dâu rất là to, ngon luôn mọi người, thơm lừng luôn này. Đấy, Chloe. Hôm nay là hôm đây là bữa khác không đi được nữa đâu. Hôm nay đi trời thiết quá đẹp luôn mọi người. Nhìn này, trái dâu này nó hấp dẫn chưa? Nó xanh tươi mà nó mấy loại dâu nó thơm chị ha. Rất là thơm. Bước vô đây cái là ngửi mùi nhiều luôn á. Nè, Kobe không có được hái trái xanh nghe không? Hái cái trái to mà đỏ như vậy nè, biết không?
khát nước thì nói mẹ. Ở đây hôm nay trái rất là bự, bự lắm. Đây mọi người nữa nè. Cái mũi đây này lấy nó bị nó có mũi. Ý ăn chưa? Chị ăn nãy giờ đó em. Ăn đi cốc. Wow. Đi chia được 1 2 3 vô. Cheers. Để anh quay cho hai cho Cúc với Hà cho. Ừ, quay đi. Thôi mọi người ơi, dâu ở đây nó thơm mà nó ngọt cực kỳ luôn nha. Kobe pick up strawberry đi con. Hả? Kobe không pick hả? Chloe ơi. Hi. Anh Cúc đi, Cúc đi được lên video Cúc với con. Đây quá trời người đi hái này mọi người ơi. Hôm nay thời tiết quá tuyệt vời luôn. Ở khu đằng kia nãy mình đi qua đó là đào đó mọi người. Để hôm nay có đào chín đó, mình sẽ đi hái đào ở đây cho mọi người coi nha. Còn bây giờ là đi hái dâu này, tập trung hái dâu này. Hôm qua thì trời nó hơi mưa. Wow. Đó. Bây mình hái trái này là vừa vừa nha, chứ không phải chưa to lắm. Chị Hà này, chị Hà cũng đi hái dâu này. Có chị đi em mới đi chứ em cũng làm biếng chị Hà. Ừ. Tại cô Bi nó cũng mê quá nữa. Đây. Mà cô Bi thích hái không hả? Thích hái lắm. Mà nãy giờ nó nghịch không mà nó hái gì đâu. Cô lâu thì thích bây giờ mệt rồi kìa. Ừ. Trẻ con nó chơi tí là nó chán nó rồi. Qua bên kia chơi. Mẹ ơi. Dạ. À mẹ cảm ơn cô Bi nha. Rồi cô Bi bỏ vào giỏ đi. Bỏ vào giỏ cho mẹ đi. Cô Bi đi. Đầy thử xong chị đang bự bự hơn. Ừ. Ôi chẳng cần đi đâu xa, một cái luống này cũng quá trời luôn này. Đúng rồi, một cái luống này. Nè, mọi người thấy không? Cái tay đó, nó đầy bàn tay mình chưa? Ơi, à mẹ cảm ơn cô Bi nhá, cô Bi hái giúp mẹ nha. Đây không biết là cái loại dâu gì đây nhưng mà nãy chú nói là có mấy loại đó. Mà cái loại này rất là thơm luôn nha. Cái trái dâu thì nó sẽ dài dài như vậy nè, nhưng mà nó rất là thơm luôn. Nè đó, chị Hà thấy chưa? Ồ, cái trái trong đây nó lấp ló trong đây này, nhìn thấy không? Nè. Ồ, mẹ ơi, hái đi em. Nó mỏng mồi luôn đấy. Wow. Cầm mà đẫy tay luôn ấy. Trái nào trái đấy là đẫy tay luôn. I don't know. Cái video em bị ngang nè, em biết tại sao nè. Rồi mình đi xuống này đi bé. We going on the egg hunt. We going on the strawberry hunt. I'm not scared. Ông nào cũng ông nào cũng nói vậy. Anh là đâu? For real. Anh thích vậy nè. Làm gì vậy? Mốt về hưu á. Mốt về hưu mua một cái ranch sao như vậy nè. Không biết có mua nổi không nữa. Wow, đây nữa này mọi người. Đây là tại vì mình hái về nhà ấy, cho nên là mình không ăn hết được liền một lúc, nên mình hái những cái trái này là nó còn hơi xanh xanh một xíu thì mới để lâu được, chứ không thì là để hái trái chín bây giờ không ăn hết lúc là nó thối hết luôn. Quá trời luôn, nó đỏ đẹp chưa này. Tí phải hỏi lại người ta xem là cái loại dâu này là dâu gì, tại vì nó ngọt mà nó thơm mà nó mềm. Đây hai chị em mình ăn thử trái này nha. Ngọt. Thơm. Thực sự thơm. Ngọt, nó ngọt mà nó thơm mà nó đậm đà ha. Thơm nhỉ, mà nó ngọt á. Chị ghét ăn dâu mà chua lắm. Cái dâu ở chợ là nó thường kiểu nó giòn giòn nhưng mà nó lại chua. Nó mềm. Nó mềm, nó thơm. Nó thơm ơi là thơm luôn chứ không phải thơm bình thường nữa. Để tí hỏi lại người ta xem cái giống này là giống gì. Giá của em nó đỏ hơn của chị nè. Của em nó ngọt sắt luôn á. Ngon nghe luôn á. Chị thích ở bên này là biết sao, nó thơm quá. Chị ghét ăn dâu chua lắm, thiệt sự mình ơi, chị ghét ăn dâu chua lắm. Chị ghét ăn chua nha. Ngọt lắm mọi người. Ăn chua không được. Mà chị không biết chua. Ăn chua hả? Không biết ăn chua. Chloe mê chua lắm. À đây đây này mọi người ơi. Trời ơi đi không mê thì thôi luôn ấy. Đấy. Đã chưa? À đúng rồi. Wow. Đó, vẫn chưa. Bên này hết rồi em ơi. Không có trái bự rồi, chị thấy nãy giờ nó không có trái bự. Mà trái này cũng đỏ lắm nè, nó không to. Ờ đỏ nhưng mà chắc nó ngọt đó. Ăn thử coi.
Thơm ha. Nó ngon thật sự luôn á. Nó không bị chua mà chua mà nó tê cái lưỡi chị ăn không được. Nó thơm. Cái này mà có chén muối tôm thì nó thật sự quên đó chứ. Bình thường em đi hay cầm theo chén. Ồ vậy hả? Hồi nãy không nhắc chị. Em quên em đi vội vàng. Tại vì gần nhà có đi hướng anh Grand View á em. Ừ đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái Kobe nó sẽ mệt, tại vì nó đi buổi sáng nó chưa ngủ á. Đó, Kobe nó cũng mệt lắm, hồi nãy trên xe nó ngủ được chút xíu rồi. Rồi. Cái trái đó ngọt lắm hả? Nó ủng ơi, không sao vậy mà đằng trước nó ngọt có chị Tiết nè. Và hả, ba Tiết dâu cho ta. Đúng rồi, ngọt đi á. Quá trời ơi. Mà cái dâu này nó mau hơn. Cái này là bỏ lạnh á. Ừ. Cắt ra tô. Ừ, sung sướng cuộc đời. Sung sướng cuộc đời. Tối hôm qua mà nó không mưa chắc đã lắm luôn á. Đây là may là mình đi cái giờ này á, chứ tại mọi người thấy ông này hôm qua nó có một trận mưa, cho nên là cái mặt sau của nó hơi bị ủng một xíu này, phí không? Thôi ăn cái mặt trước này. Nè, nó ủng. Rồi đấy. Ủng nhỉ? Một xíu là ủng đấy chưa. Ngọt lắm à. Trời ơi, em nhìn chị ăn mà em chảy nước miếng luôn đấy chị. Này mà chấm mắm mặn mặn thế luôn. Quên con cầm muối Tây Ninh á, thôi về nhà ăn đi. Ừ. Nhưng mà phải tại ăn tại vườn vậy mới ngon ha. Nhưng mà ở đây họ cho ăn tại vườn nha, chứ không phải là tự mình là thích gọi là sao trốn ăn đâu. Ăn thoải mái. Ừ, họ nói là ăn thoải mái luôn. Nhưng mà không được mang về từ cái giỏ sách, chỉ được mang chỗ này thôi. Ừ, chỉ được còn trong cái giỏ người ta cung cấp cho mình thôi, chứ không được mang vào giỏ sách hay là quần áo, túi quần, túi áo gì hết. Ở Việt Nam là em phải mua, không có ăn được không ta? Hình như có, cũng có được ăn tại vườn đấy. Ừ. Nhưng mà em chưa đi cái vườn ở Việt Nam bao giờ cả. Cũng chưa bao giờ. Em coi trên Facebook họ video họ nói vậy thôi. Đây cái trái này tiếc, cái trái này nó đỏ như này mà đằng sau nó hơi bị ủng một xíu này mọi người. Thôi ăn trước, đằng trước này chứ họ cũng bỏ à, những cái trái như vậy họ cũng bỏ đó mọi người. Ngon tuyệt vời luôn. Nó ngọt mà nó thơm. Chắc nãy giờ nói câu đó chục lần rồi đấy. Nó ngọt mà nó thơm. Nói đi nói lại câu đó chục lần rồi. Mà thích thật sự luôn chị Hà ha. Nhưng mà không có hôm nay. Wow. Nó bự bằng cái bàn tay em luôn kìa. Bự mà. Thôi trái nhỏ nhỏ nó cũng ngọt nữa cơ. Trái nào nó cũng ngọt á, cứ đậm màu nó ngọt em. Em thấy nó đậm màu nó ngọt à. Này về bà Sarah bà khoái lắm đây, tại vì là nó mềm á. Nó mềm nó dễ mút. Bỏ lạnh lạnh nữa. Có đi về làm. Đây một em dâu rất là to lấp ló ở dưới này. Nói chung chẳng cần phải kiếm nhiều đâu mọi người ơi, mình chỉ kiếm cái trái là nó không bị úng thôi. Chứ còn đâu mà trái nào cũng to. Ừ, trái hơi xanh xanh cũng ngọt nha chị Hà. Nó chín hết cả rồi đấy nhưng mà nó ấy thôi. Nó bị úng một tí xíu thôi. Hi Chloe. Có bị mệt hả? Có bị có muốn nữa này. Đây nữa này. Trái này bị úng mất rồi. Ừ, nóng rồi đấy chị Hà. Đợi mẹ một chút. Mẹ hái xong rồi mẹ ôm Kobe nhá. Nhìn không đã thì thôi luôn á ha. Ừ. Quá đã luôn. Đây Kobe. Hey, no. Just two. Và nó. Kobe cắn đi, cắn ăn đàng hoàng như mẹ đi. Không nó rớt là áo đấy. Đó, tự ngọt quá Kobe ha. Ngon quá hả? À. Ngon không? Kobe ăn ngon không? Cắn giúp anh Kobe đi, cắn đi. Bite. Ăn nghĩa có mùi vanilla ice cream. Kem dâu thế hệ mới. Ồ, sáng tạo nha anh Minh, sáng tạo nha. Ngon hả? Đúng luôn á, đúng mùi kem dâu luôn á. Nè anh Minh, làm cho chị Hà miếng đi. Sáng tạo chứ vậy. Ờ, sáng tạo ghê chứ. Ngon không hả? Nghe chung, đúng không? Đúng mùi kem dâu. Cút thử đi. Em quay cho bé cút kìa. Quay cho bé cút. Wow, nhìn trái này ngon chưa chị Hà? Quá ngon, trái nó thẳng tưng luôn á Cút. Rồi đếp vô. Rồi cắt cái thóp ra. Rồi đó, cắt cái thóp ra, quét vô. Đó, kem dầu đó.
Mùi vanilla. Ăn cho đã gì đi. Mời khách quay đây. Cái này nó mọng nước quá. Mọng nước đúng không? Không, dâu ở đây nó mọng nước mà nó thơm thiệt sự. Phải công nhận dâu ở đây rất là ngon. Yeah, wow, có vị giỏi chưa kìa. Wow, ngon không? Coi chưa, có vị ăn giỏi không? Thì ăn giỏi cái coi cho bà ra coi. Đây ở đây nó có mấy cái hoạt động cho con nít nữa này. Đây qua đây là trượt trượt mắng, mắng trượt gì đây? Ở đây nó đạp xe này. Cái này thì farm này nó ít activity hơn cái farm kia. Nó nhỏ hơn. Ừ. Nhưng mà cái farm nó cũng rộng hết chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái vườn của nó cũng rộng. Nhưng mà nếu mà chủ yếu hôm nay mình đi là hái rau thì đi cái này là vừa đủ em hiểu không? Ừ. Còn ví dụ như mình muốn mà nhiều hơn thì mùa đông á, mình đi vừa hái pumpkin, mình vừa chơi cho mấy đứa nhỏ. Ừ. Nhiều khi vào đó cái mùa thu chứ, mùa thu là nó sẽ có nhiều nhiều hoạt động. Ôi bây giờ mát rồi hả? Bữa đó hôm bữa chị với anh Minh đi gần 3 tiếng mấy 4 tiếng á. Ăn trưa xong rồi chơi trò chơi, cái là hái rau xong. Ừ. Cái ăn trưa rồi xong chơi trò chơi, rồi mới đi về. Rồi có mấy con vật nữa cho nó cho nó ăn đấy là nó nhỉ. Heo này đó. Con tháng 9 mình đi em. Ừ. Okay, you can do it by yourself. Come on. Uh-oh. À ngắn quá chơi không mới kìa, không có tới hả? Lòng quá mà. Câu gì ơi. Giờ nó dừng tái dập mặt đó cho mình nha, dừng dừng con nha. Yeah, let's go, let's go, let's go. Lẹ lẹ hả ơi, quay video hả ơi. Có biết đợi chúng mình nào? Nó ghiền anh kìa. Ghiền à? Ai cơ vi? Không chờ chúng mình hả? Người thì bé tí tí mà dám trượt cái máng dài như thế đấy hả cô vi? Hả? À? Quay cho Daddy coi nè. Yeah. Thấy không? Wow, thích chưa kìa? Được không? One more. Oh, you want to do it? Đó. Ok yo. Hà lên không kìa? Hà sợ. Đâu cá. Hà lên thử đi. No. Nhẹ lắm. Thôi. Em sợ lắm. Cúc nằm xuống, cúc nằm xuống. Nằm xuống. Ok, 1 2 3 go. Good job, Kobe. Good job. That's a winner. Okay, this is really fun. Ready? Let's go. Hà, nằm xuống. Bà Hà giống slow motion. Em mắc cười. Giỏi quá, cô bị giỏi quá. Từ từ đó con, từ từ đó, không có rớt. Anh quay nha chưa? Good job, buddy. Good job, Cody. Ê! Chúng mình còn làm được. Chúng mình đang cố gắng hết sức. Ồ nhìn mà tưởng dễ mà khó nha. Không dễ đâu. Ôm mốt chúng mình. Yeah.